À, rồi chào. Ôi chào anh Việt Rai. Ôi giời ơi. Hello. Chào Trung, chào Thơ Quang. Chào cả nhà. Chứ còn mình chưa ở các địa phương khác thì mình không biết, mà mình thấy hầu như ở đâu địa phương nào cũng vậy. Bây giờ nó hầu như là nó đồng đều rồi. Ngày trước á, thí dụ và cách đây 10 năm á, cách đây 10 năm thì còn có tình trạng là gì, dân các vùng các tỉnh á, họ đổ về những cái thành phố trung tâm, những cái tỉnh trung tâm, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Hà Nội hay là thành phố Đà Nẵng để họ gọi là kiếm sống, để làm cái gì đó để kiếm sống, đúng không? Yeah. Bây giờ thực sự hầu như nó rải đường hết rồi. Đâm ra các địa phương khác họ cũng có những cái nơi, có những cái khu công nghiệp, có những nhà máy, những xí nghiệp nó phù hợp với cái địa phương của họ, cho nên việc làm nó không có căng thẳng như ngày trước nữa. Mình đồng ý. Ngày trước ví dụ như ở miền Tây đi, ví dụ ở miền Tây ví dụ như là thanh niên họ không thích làm nông, họ không thích làm nông hay làm ruộng gì đó, thì họ muốn lên thành phố để vào làm công ty, xí nghiệp, nhà máy, cho nó cảm thấy là nó đối với họ ha, đối với họ cảm thấy nó thoải mái hơn, hoặc là cái thu nhập của họ nó cao hơn một tí. Nhưng mà bây giờ là khỏi, đừng nói gì xa, nó đơn giản về các địa phương, hầu như là tỉnh nào cũng có khu công nghiệp hết. Dạ. Thế, Tây mà nó phát triển, nó chuyên vào cái mảng của cái vùng miền ở khu vực đó. Dạ. Yeah. Thì cũng cũng giống như bên đây anh Thái Quang, thí dụ như vậy. Em thấy thường thường cái này mình thấy mình chia sẻ nha, chia sẻ cuộc sống đồ bên đây rồi anh em nhiều khi bên Việt Nam mình hiểu biết em tí xíu chứ không có gì hết. Việc Rai hơi lan man tí xíu ha. Hôm nay là vô tư mà test mà. Ừ. Ok anh. Thì thí dụ như bên này vậy nè, thường hai vợ chồng mà ở bên đây người Việt nha, cái này em nói người Việt, thì thường thường vợ á thì hay đi làm cái ngành nail. Đó, làm móng tay móng chân thì cái đó vợ làm. Còn ông chồng á thì thường thường hay làm trong vô những cái công ty xí nghiệp làm. Là để chi? Tại vì anh mà vô trong đó làm thì tất nhiên anh mua bảo hiểm từ trong cái công ty xí nghiệp đó, người ta bán bảo hiểm cho anh luôn. Nhưng mà nó cũng được cái giá đỡ hơn, rẻ hơn là anh mua thẳng ở ngoài. Anh hiểu không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó có thêm những cái chương trình nó mình kêu là những cái chương trình mà nó hỗ trợ cho mình á. Nó đỡ hơn, đó là vậy. Là vô những cái công ty xí nghiệp làm. Còn thí dụ như tụi em đi, em không có làm trong công ty xí nghiệp khỉ gì, em là tự do, tự túc, tự tại vậy đó. Thì tất cả mọi chuyện em đều phải chi tiền em mua hết. Em không có được cái gì quyền lợi, cái con khỉ gì hết á. Đó, anh hiểu không? Đó, em chỉ có cái quyền lợi là cuối năm em đóng thuế. Chỉ có cái đó đó. Đóng thuế đồ này kia thôi. Cái chuyện đó tới về già về hưu rồi á thì mới lãnh được cái tiền hưu, còn vẫn còn đi làm chưa tới tuổi thì không có được mấy cái đó. Chứ còn thực tế mấy cái người đó là gia đình thì thường thường một người làm tự do, một người thì vô công ty xí nghiệp làm, thì nó được mua cái bảo hiểm cho thí dụ như con cái, vợ con rồi được mua bảo hiểm rẻ hơn chút, mà nó vậy thôi. Nhưng mà nó gò bó, nó không được thoải mái như ở ngoài vậy. Hello anh Ba Đồng, chào anh Ba Đồng. Anh nói thằng Jason Bùi nó có cái gì, nó có lòng hả, nó có gì, nãy thấy anh có để tâm, cái gì mà không có tâm. Có tâm mà không có tâm hả? Đó có tâm hả anh? Thế anh nghĩ nó tâm có gì? Tâm thiệt, nó có tâm. Quan trọng là tâm gì mới luôn. Tâm gì? Em thấy những cái ý kiến nó đưa ra là những cái để phá nát cái xã hội người ta không à? Ngu thì không, như cái gì vậy? Nói là trên trên bồ có tâm. Dạ. Tâm này tâm que, tâm que. Tâm que chứ không phải tâm người. Đúng. Tâm que.
có tầm quen mà đó. cũng chưa đủ tầm để làm quen. Mở miệng ra thì lúc nào cũng phải là này thấy kia, mà toàn là đưa những cái ý kiến ra chả đâu vào đâu cả. Thực ra Đó thì thấy. mình ý mình không nói việc ra, chia sẻ việc ra mọi người gì, mình cũng tham gia ít thôi, tham gia Dạ. cho mọi người rất là nhiều, nhưng mà những nhân vật mà ví dụ cái sinh bồ thế này thế nọ, mình thấy tụi nó cũng vậy à, Dạ. bao nhiêu lâu rồi tụi nó cũng chỉ là như vậy thôi, nó không có một cái khác biệt gì hết, quay đi quay Dạ. lại cũng chỉ những cái luận điệu đó là gì, Việt Nam nghèo đói, Ấn Độ độc hại, rồi tà quyền, bla 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 bla, chỉ nhiêu đó thôi. Anh thấy Cũng những cái anh thấy những cái mà tụi nó nói ra đó, là một là tụi nó cố tình tụi nó nói, hai rồi. là tụi nó chả biết mẹ gì hết, đúng không? Nhưng mà bởi vậy mình nói việc ra, nãy như mình nói tụi nó chống cộng cực ngu là vậy, mình đồng ý việc ra là tụi nó cố tình, tụi nó nói nó ngu ở chỗ nó nghĩ nó cố tình như vậy là nó hay. Hiểu không, nó nghĩ là cái cố tình của nó như vậy là đúng là hay, nhưng mà thực ra là cái chuyện là đất nước người ta, nhưng đừng không riêng quốc gia nào cả, toàn cầu, toàn cầu luôn, mỗi ngày nó mỗi phát triển, mỗi ngày nó mỗi đi lên, đâu có ai dừng lại tại chỗ hoài đâu, đúng không? Đúng rồi. Thì ngày xưa ok, cái thời buổi mà cái công nghệ thông tin nó còn yếu, nó còn kém, nó còn chưa có phát triển đó, không thì ok, nhiều khi đâu đó tụi nó tuyên truyền kiểu đó thì đồng ý, cũng có vài người họ nghe theo chứ không phải là không, nhưng mà bây giờ năm nào rồi, thế kỷ nào rồi, cái và mức độ hòa nhập nó như thế nào rồi, cái mức độ phủ sóng nó như thế nào rồi, mà tụi nó cũng vẫn mang cái tư duy Đúng rồi. 1975, đúng không? Nó cũng chỉ mang cái tư duy thời điểm đó thôi. Đó là gì? Tại sao mình nói cái dùng cái từ tư duy 1975? À là chỉ à, cộng sản gút mông, rồi bảy thằng Việt Cộng mà đu cành đu đủ không gãy, rồi gì Việt Cộng nó có đuôi, chỉ nhiêu đó, chỉ nhiêu đó. Mà rõ ràng nếu mà bây giờ mọi người nhìn cho kỹ rằng rõ ràng là gì, chính bản thân họ là họ cứ sống dưới cái đáy giếng của họ này, thật sự á, nếu chúng ta nhìn kỹ lại là họ chỉ sống dưới cái đáy giếng của họ suốt nửa thế kỷ qua thôi, cho nên họ chỉ nhìn sự việc nó chỉ là như vậy, họ chỉ nhìn sự việc nó chỉ là như vậy, à Việt Nam là đói nghèo, Việt Nam là ăn đồ độc hại, Việt Nam là thế này thế đó, nó không khá hơn được đó. Còn như cái sự kiện của VinFast cũng vậy đó, tới mức độ đó luôn mà vẫn còn à, như Photoshop rồi ôi diễn thôi, chỉ là mô hình rồi, chỉ là diễn trò cho vui, hỏi mọi người chứ bây giờ kể cả cho rằng một doanh nghiệp nó diễn đi nữa nha, thí dụ ở bên Việt Nam chúng ta không nói vậy, cái ông tổng lãnh sự Mỹ đó, ông Snapper gì đó, ông cũng diễn luôn hay sao mà ông tham gia vào cái trò đó, ông tham gia vào sự kiện đó, đó. Ông đó cũng diễn luôn hả, Ông tới dự á anh, ông tới dự ông cái tới dự trở em có lại nghe luôn, nói mà chưa có coi. có hình ảnh luôn đó, ông có hình ảnh mà bên ông Luận Trịnh Quốc Thiên ông khẽ đó, là hình ảnh là tức là ông Snapper trong cái lễ gọi là chào hỏi, bởi vì chủ cái vị đó mình hình như gọi là chủ tịch công ty VinFast hay gì đó, thì người ta cũng lịch sự, người ta bắt tay, người ta gọi là khom người xuống, hiểu không, không người xuống mang cái sự là thể hiện cái sự khiêm tốn, thì ông Thiên ông mới khịa đó là bưng bô đó, ông Thiên mới khịa hình ảnh đó bưng bô đó, tổng lãnh sự Mỹ đi bưng bô một cái chủ tịch công ty hay chủ tịch tập đoàn gì đó đó, thì ông để cái đó diễn à hay gì, bởi vậy người ra thấy không, tức là luận điệu của họ nó chỉ vậy, Đúng rồi anh. Tụi nó họ chỉ thì luận sống dưới điệu cái đáy nó giếng của họ thôi à. thấy nó nghèo nàn lắm, thấy nó đau khổ À, lắm. thì xin hỏi mọi Mà người, những người mà mang cái tư duy như vậy á, thì làm sao mà phát triển được? phát chị nói mấy chục năm nay á, chà đạp lẫn nhau, chỉ có vậy thôi, phát triển mấy cái đó đó, chà đạp lên. Mà không, mà đã không phát triển được á, nó không phát triển nổi á, mà mang cái tư duy đó thì đấu tranh cái gì, đấu tranh cho ai?
Đấu tranh cho ai? Tức cười không? Rất là tức cười, còn gì nữa. Nó chán nản mấy cái đám đó. Phải nói là lên đến được. Lại đến lại các cụ luôn. Lên được mấy móng quá, nó chà đạp, nó đạp cho qua xối tráng. Chả cái thằng nào phát triển nổi, làm sao phát triển nổi. Một nhúm. Ví dụ như bây giờ mình cho rằng dân số ở hải ngoại là khoảng 3 triệu đi đúng không? Dạ. Yeah. Thì đối với mình, đối với những cái nhìn nhận cá nhân của mình, thì giỏi lắm những thành phần gọi mang cái tư tưởng chống phá đó. Giỏi lắm được 200-300 ngàn. 200-300 ngàn trong số mấy triệu đó. Mà trong 200-300 ngàn đó không đó, thì thứ mẹ bố mẹ tổng thống. Anh nói chống tổng thống. Anh nói thành phần chống phá hả? 200-300 ngàn hơi bị nhiều quá, không có tới đâu anh Tờ Quang ơi. Cho luôn. Mình cho luôn là nó nhồi nhét con nó nhồi nhét vợ nó nhồi nhét thế này thế nọ luôn đi đúng không, mình cho là 200-300 ngàn đi đó, 200-300 ngàn mà hết mẹ mình muốn tổng thống thêm thằng hoàng đế nữa. Ôi trời, vậy lính ở đâu ra, lính ở đâu ra, lính à, lính trên Facebook. Rồi lên không gian mạng gì khẳng định như đã rồi. Tôi nói thẳng ngay và luôn, xe VinFast bên Mỹ không ai đi, không ai mua, la, người ta chỉ đi xe Tesla, la. Bà mẹ đó. Cái dân quê mẹ, cái dân homeless, tiền thì đéo có. Thì lấy tiền đâu ra rồi đi xe VinFast. Xe VinFast người ta qua bển là hàng nào bèo lắm, 40 mấy ngàn đúng rồi ra. Đúng rồi, giá bên đây 40 ngàn là giá chót á. Nhưng mà giá đó là chưa cộng thuế. Bây giờ mình nói nghiêm túc nè. Mình nói nghiêm túc nè. Nghe như cái thu nhập của Vietrai thôi. Ví dụ Vietrai muốn mua một chiếc VinFast đi. Thì đối với Vietrai á, khi quyết định mua chiếc VinFast đó, nó dễ dàng hay không? Tức là mình đang nói về vấn đề về kinh tế không á nha, chứ mình chưa nói về vấn đề khác. Ví dụ như là ở kinh tế gia đình và cái thống kê Việt Nam cân đo đong đếm mà tính toán gì đó để gọi là mình cân đối ngân sách cho gia đình mình á, thì Việt Nam xuống tiền mua chiếc xe giá 40 mấy ngàn như vậy á, nó có phải là một cái quyết định dễ dàng không hay là phải đắn đo? Cũng phải đắn đo chứ anh. Em á thì cái tính em nó như thế này, hồi lúc trước á thì mua bán thoải mái, nhưng mà về sau này mình con cái nữa, mình phải lo, mình phải tính, phải đắn đo chứ. Thí dụ như cần thiết mới mua, thì còn khơi khơi không cần mua làm gì, mua làm chi. Nhưng mà bây giờ thí dụ như em muốn mua chiếc VinFast đó, em phải coi mấy chiếc xe của em, coi chiếc nào rượu rạo hay là chiếc nào gì đó cần, thật sự cần hay gì á, thì nó qua đời đúng không, nó phải đắn đo qua cái đời vậy đó. Dạ. Mình mua đúng bỏ luôn. Cái đó là mình chưa kể tới câu chuyện đó, là người đầu tư, ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng đi, hay tập đoàn VinFast đi, họ xuất khẩu xe qua Mỹ, thì đối tượng họ nhắm đến đâu phải là cái đám này. Đúng, ta bán xe cho đám Mỹ hay mình bán xe cho cái đám Việt Nam không? Đúng không? Bây giờ kể cả bây giờ những người Việt Nam họ có làm tự tôn dân tộc, họ có yêu thích VinFast, họ bỏ xuống tiền họ mua đi, thì nó đâu đó thì nó cũng là một cái số lượng nhất định thôi chứ. Còn đó là một cái tập đoàn kinh tế, khi họ đã quyết định đầu tư là họ tính tới cái đường dài, tính tới cái sự phát triển, đúng không? Và tính với cái số lượng nó phải nhiều như thế nào kìa. Thì dân số đó ở đâu mua thì rõ ràng là cái đối tượng đã nhắm đến của họ đâu phải là chỉ những người như thế này đâu. Rồi đó mà bố cứ ảo, mới đâu lên bố đâm chọc rồi đánh phá. Rồi mấy bố là nói thế này thế nọ, thì xin hỏi chứ mấy ông mà lên đâm chọt xe VinFast nói tiếng Việt không, mà mấy Mỹ nó hiểu không? Mấy đại ca ở trong những cái khu vực, những cái khu Việt Nam đông, những cái khu của Việt Nam giống như bên Cali á, rồi xong rồi nhìn người Việt Nam mình
ở bên đó đi xe như thế nào, rồi lôi cái cộng đồng Việt Nam ra nói thôi, chứ đâu có nhìn vô những cái cộng đồng Mỹ mỏng ở ngoài đâu.